tòa sáng nay thì bắt đầu từ lúc 8:20. Về mặt sức khỏe thì chị Nga chỉ có gầy hơn so với trước, nhưng mà tinh thần cũng tốt, nói chung là sức khỏe là đảm bảo cho cái việc tham gia phiên tòa. Thì buổi sáng hôm nay thì mới diễn ra cái phần hỏi bị cáo và hỏi một số nhân chứng. Rồi tôi thấy có hai cái vấn đề lưu ý này. Một là cái phiên tòa hôm nay thì cũng triệu tập, cũng như là sơ thẩm triệu tập các cái giám định viên, và giám định viên thì đều lại ra các cái lý do mà không có mặt tại phiên tòa, và các ý kiến các luật sư là đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập giám định viên, nhưng mà sau rồi thì hội đồng xét xử hội ý và quyết định là tiếp tục xét xử. Đấy là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai mà tôi cho rằng là có lưu ý trong buổi sáng hôm nay là có những cái lời khai của các cái nhân chứng, và có một số lời khai tức là có đơn tố cáo của những cái người giam cùng buồng giam với chị Nga, tố cáo chị Nga là có cái hành vi là tuyên truyền chống nhà nước. Nhưng mà tại cái phiên tòa ấy, thì chị Nga thì yêu cầu là được chất vấn với những cái người làm chứng, chất vấn với những cái người cùng buồng mà có cái lời khai với cơ quan điều tra ấy, tố cáo chị. Nhưng mà cái yêu cầu đó thì không được thực hiện tại tòa. Thì theo tôi thì đây là một cái vi phạm mà nghiêm trọng cái quy định tố tụng về cái điều là đối chất. Khi mà các cái lời khai mà nó có cái mâu thuẫn với nhau ấy, thì phải thực hiện đối chất. Nhưng mà suốt từ khi khởi tố điều tra vụ án cho đến hết cấp tòa sơ thẩm và đến cấp tòa phúc thẩm ngày hôm nay ấy, thì cái vấn đề đối chất như tôi vừa nêu trên là không được thực hiện. Thì cái này nó là bất lợi cho bị cáo. Thì theo cái nguyên tắc suy đoán vô tội thì những cái chứng cứ nào mà nó không được rõ ràng ấy thì nó được coi như là không có. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của tôi ấy, thì thấy rằng là thường là tòa là vẫn cứ mặc định những cái mà nó không rõ ràng thì người ta cũng vẫn cho là có, nên cái này là cái bất lợi cho bị cáo và các cơ quan tiến hành tố tụng là thực hiện chưa đúng cái quy định của luật tố tụng hình sự. Trong phiên tòa sáng nay ấy, thì là mới kết thúc cái phần xét hỏi thôi. Tuy nhiên là sau phần xét hỏi của các luật sư ấy, đối với các nhân chứng ấy, thì rất nhiều từ nội dung chưa được làm rõ, chưa là có vọng mà luật sư Sơn thì có lúc trước thì có nêu rồi. Tuy nhiên tôi nêu lại một số cái nội dung. Thứ nhất là các nhân chứng ấy, thì khai hoàn toàn không thống nhất so với những nội dung mà họ đã khai ở phiên tòa sơ thẩm và đã ghi được rõ trong các biên bản của phiên tòa. Rất là các lời khai rất là mâu thuẫn và bất lợi cho bị cáo. Những cái lời khai hôm nay cũng nghĩa là những lời khai tại phiên tòa hôm nay ấy, thì rất nhiều lời khai là mâu thuẫn ngược lại, nhưng mà nó lại có lợi cho bị cáo. Thì tôi hy vọng rằng là những lời khai đó và tại phiên tòa công khai ngày hôm nay thì những lời khai đó được tòa chấp nhận, được tòa coi như là chứng cứ có lợi cho bị cáo. Bởi vì những lời khai đó là hoàn toàn là mâu thuẫn với nội dung trước đây tại biên bản phiên tòa sơ thẩm. Có lời khai của nhân chứng là bà Vân ấy, thì có xác nhận là khi bà chứng kiến cái vụ bắt bị cáo ấy, thì bị cáo đang ngồi tại cái bàn máy vi tính và đăng bài. Tuy nhiên là tại cái phiên tòa ở tại cái phiên tòa ngày hôm nay, đó là tại biên bản phiên tòa trước đây ấy, còn tại phiên tòa hôm nay thì bà xác nhận rằng là bị cáo đang đứng chứ không có hành động là đăng bài hay là ngồi chỗ máy tính. Như thế là cái việc mà cáo buộc trước đây ấy, là nói bị cáo ngồi tại cái bàn và đăng bài, như thế là hoàn toàn là không đúng, và biên bản phiên tòa là
ghi nhận được rất là hoàn toàn. Ngay cả trong nội dung ở đây ấy, thì bị người làm chứng đã phủ nhận cái việc là đã khai lời khai trước đấy. Đây là một tình tiết rất là quan trọng, là chứng tỏ rằng là cái việc mà ghi biên bản phiên tòa của phiên tòa sơ thẩm là có sự không minh bạch. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là một nhân chứng là nhân chứng Đông, là ông Đông đấy, là có khai là treo trước nhà bị cáo treo rất nhiều băng rôn. Tuy nhiên là tại phiên tòa ngày hôm nay thì bị nhân chứng lại khai là không có chuyện đó. Và tôi đọc biên bản phiên tòa lại cho nhân chứng nghe thì nhân chứng nói tôi cũng phủ nhận cái nội dung trong biên bản phiên tòa trước. Vậy thì những cái này tôi hy vọng là tòa sẽ xem xét một cách kỹ lưỡng và khách quan.